Em hiện tại đang đứng trên một con đường thuộc hẻm 1369 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thì từ vị trí đất em đang đứng như thế này thì lát nữa đi ra hướng dẫn quý anh chị đi ra đường Lê Hồng Phong, mất khoảng 500m nha quý anh chị. Lô đất của mình là lô đất gốc nằm ngay phía trước màn hình, hiện tại là đang để trống, có bề ngang là hơn 6m và chiều sâu của nó là gần 20m nha quý anh chị. Tổng diện tích trên sổ là 120m², đã có thổ cư. Lô đất mình là nằm ngay lô gốc nha quý anh chị. Phía trước là đường bê tông này có bề ngang hơn 6m và đường bê tông bên cạnh thì có bề ngang hơn 3m5. Chạy thẳng vào trong này là khu dân cư, đường này là đường thông nha quý anh chị nhé. Còn mà chạy ngược lại thì là mình sẽ đi ra đường Lê Hồng Phong, rất gần với lại chợ Phú Văn, rồi đường Võ Minh Đức, đường 30 tháng 4 nha quý anh chị. Thì bây giờ con đường này là con đường chạy ra đường Lê Hồng Phong nè quý anh chị nhé. Lô đất mình nằm ở ngay trung tâm phường Phú Thọ. Anh chị mà quan tâm về lô đất thì liên hệ trực tiếp để em gửi thông tin cũng như là hướng dẫn quý anh chị đi xem. Từ vị trí đất mình đi ra đường Lê Hồng Phong là khoảng 500m nha quý anh chị nhé, rất là gần, gần với trường học, gần với chợ, bệnh viện, rồi các cơ quan, trung tâm siêu thị, khu dân cư hiện hữu đông đúc, rất là phù hợp để em quý anh chị mua hay làm nhà ở cũng như là đầu tư nha quý anh chị. Một mức giá khá là phù hợp để quý anh chị đầu tư. Đây là đường Lê Hồng Phong nha quý anh chị nhé. Anh chị đi thẳng đường này là đường về hướng ngã tư Phú Văn.